Hello anh em, mình là Kiên Mô Tôn, thanh niên đi Blade, lên đèn đề mi, riêng Blade nhá, lên đèn led cực đẹp luôn. Đó, đây ạ, mình đã lên đèn led cho, ra một cái chữ L rất là đẹp, nhìn như pha ô tô luôn. Đó, bây giờ là mình xin phép mình đá đề mi. Ok, quá đẹp luôn, nhìn như ô tô. Đó, thanh niên này sẽ độ full led ở đằng trước nhé. Bây giờ mình mới đang làm mình như này. Tí nữa những cái bóng xi nhan này, bóng pha các thứ là bóng đồng hồ táp lô là sẽ thay led hết, full led. Đó. Đây, đang gỡ mặt đồng hồ ra để lắp led ở trong, lắp led nhé, lắp dây led nhé, không phải là lắp nguyên cái bóng led nhé. Đó, cái này là vừa phải quét ra để chế đuôi vào, mà đuôi là đuôi xịn luôn. Ok, đuôi xịn luôn. Đó, mặt đằng trước cực đẹp. Tắt ra để mi đi. Đó, ra chữ L quá chất luôn, nhìn như pha xe hơi. Vâng, đây là mặt sau đồng hồ sau khi đã được độ led. Đó, mình bỏ ra cho anh em coi. Đấy. Đó, rất đẹp. Sẽ đậy nắp này vào, đậy cái máy của nó vào. Tiếp theo là đến cái mặt này. Đó, rất lung linh, lung linh là lên luôn. Đây, khi lắp vào xong sẽ như này. Đó, các bạn nhìn chéo vẫn có cái độ sáng hắt lên rất là đẹp. Đây là mình mới gá vào đây thôi. Kết nhất là quả led phía trước này. Ok, chào anh em, mình là Kim Botun. Hẹn anh em những clip tiếp theo. Anh em thấy hay like, share, subscribe kênh của mình.